không mua được vàng miếng, người dân nói đùa tới ngân hàng nhà nước mua. Theo phản ánh của nhiều khách hàng, việc đăng ký mua vàng SJC trực tuyến gây khó khăn cho người mua và đề nghị có phương án khắc phục. Theo cổng thông tin điện tử chính phủ, một công dân đã gửi phản ánh từ ngày 12 tháng 6 đến nay. Các ngân hàng quyết định chỉ cho phép người dân mua vàng trong điều kiện đã đăng ký mua vàng SJC trực tuyến để giảm thiểu tình trạng khó khăn và chờ đợi lâu khi mua vàng. Tuy nhiên, điều này gây khó khăn cho người mua. Đã hơn một tuần nay, công dân này luôn theo dõi thông báo và truy cập vào đúng 9 giờ sáng để đăng ký mua vàng trực tuyến tại 4 ngân hàng lớn. Nhưng vẫn chưa một lần đăng ký thành công, dù đăng ký ở rất nhiều chi nhánh khác của cả 4 ngân hàng nhưng đều không thể đăng ký được. Vì vậy, người này đề nghị cơ quan chức năng xem xét có phương án khắc phục để có thể mua được vàng với giá bình ổn. Về vấn đề này, ngân hàng nhà nước đã có phản hồi như sau. Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý thị trường vàng từ 3 đến 6 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức bán vàng miếng SJC thông qua 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC để bán trực tiếp vàng miếng tới người dân. Sau một thời gian triển khai, để hạn chế tình trạng tụ tập đông người, ngăn chặn hiện tượng thuê người xếp hàng đầu cơ mua vàng tại các điểm bán vàng, 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC thực hiện đăng ký bán vàng trực tuyến. Ngoài ra, công ty SJC vẫn thực hiện bán vàng miếng trực tiếp tại các điểm thông báo. Do đó, khách hàng có thể lựa chọn hình thức mua vàng theo hướng dẫn của 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC, Ngân hàng Nhà nước cho biết.